À, dì Tư nói là bây giờ xé vậy nè, cái phơi chừng dài nắng nè, cái lợp đẹp dữ lắm, đẹp còn chằm á, nó không có ra mấy miếng lá nè. Dạ. Khánh à, vậy thì để mình để lên nóc nhà nó đẹp hết không mà dì Tư? Sao vậy, để lên nóc nhà nó đẹp phải không? Đẹp dữ lắm, khô hơi cho cái giống này nó khô nè. Dạ. Môi mốt cô đẹp dữ lắm, đẹp. Dạ. Nó đâu nè. Dạ. Thôi vậy. Dạ. Cái này nó ngõ quá, con chằm không có ra tắm. Chằm không ra tắm của Khánh đây. Bây giờ xé đi, xé phơi rồi sao thầy lợp, trời ơi, khích 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 mười mấy năm luôn. Vậy hả? Mà năm đẹp dữ lắm, đẹp. Xài được mười mấy năm rồi. Mười mấy năm luôn. Ừ. Còn cái này dở ồm luôn, bị lá này nó nhỏ quá. Dạ. Lừa đồ cực lắm. Dạ. Giờ đốn xé phơi đi rồi chừng nào ông Khánh ấy rồi kêu người nào mà biết lợp nó thấy á. Dạ. Mà cái nhà lại đẹp nữa. Dạ. Nếu đốn mà xé vậy là dì Tư với bà Ba là đốn ngày nay. Đốn ngày nay rồi. Xé là nhiều lắm. Dạ. Thằng đốn lôi xé. Xé sắp phơi đó chừng nắng hay nắng con đừng để nhiều quá, quá nó giòn nha. Rồi ngắn hai nắng rồi mình để đâu gì cô ba? Để đây đang tải dài dài cái thôi. Giống như là một hai nắng rồi mình làm sao nữa? Rồi bây giờ mình vậy, tê mình con tê đây bớt ôm vô cái mình để chồng vậy nè, cái khi lợp á người lợp á cái mình đưa lên. Không được chị Tư ơi. Bây giờ á mình phải chặt xích vô rồi đặng vô câu nó lợp kỹ mình sao nó cái chiều dài nó ra sao. Chặt dây nè. Ừ. Không vậy nó lợp, ví dụ cái máy vậy nó lợp từ đoạn, ví dụ nó lợp ở trên này rồi một chặng lại xuống cái này chặng nữa vậy chứ thôi mà thấy vậy nè Khánh ơi, bây giờ làm xong đi, chừng nào lợp á rồi cái khoảng mấy ngày và ba bốn ngày trước mình mới xé. Mình xé mình phơi 3-4 ngày trước cho nó cuốn cái ọng nhỏ lại đó rồi mình lợp. Rồi giờ mình xé nè, để giờ mấy ngày luôn cái chồng nó lên phơi. Mà theo làm cái nhà chừng bao lâu coi xong, làm cột chừng bao lâu xong. Thôi như mỗi năm con thấy mỗi năm nó đúng á. Đấy khi giống như là mình đã dựng cái nhà lên rồi bắt đầu mình xé. Ngày nào? Hả? Khoảng 3-4 ngày thôi. Trời nắng giờ nắng dữ lắm. Chứ bờ phơi lâu quá nó cũng không ngon, nó giòn. Nên hổm nó phơi á gần 3 tầng á. 3 tầng nó mới teo nè hồng. Nó teo lại nó tròn dình á, nó bự hơn cẳng cái gì Tư là cái hôm đó đó. Nè. Cái này nè. Cô nó còn, teo lại cũng tròn lại. Chứ mình nói 2-3 bữa không có được. 3 tầng hả gì ta? Cỡ 3 tầng nên nó hôm đó nó đúng rồi gì Tư là. Con thăm. Để lâu quá không được, quá khô quá không có được, lên quá mà này là này tính ra 3-4 tầng nó mới quay ơi. Tôi thấy là 1 tầng nắng dữ lắm giờ không được, khô lắm, khô tầng 1 à. Như con thấy khô quá mà chưa gọi con vô chất đóng vô thề chứ không có được cô ba. Làm vậy mình mất cái công đó, sợ mất công rồi nó lộn sà ngầu á, mình để cặp đó Khánh. Mình xé là mình để cặp sẵn rồi, nếu lộn một cái là nó lộn tùm lum hết trơn à, khó lắm. Bây giờ mở thấy là chừng 1 tuần lễ thôi chứ không có lâu được. Vậy thôi để con nói là dựng cột xong. Để con nói lại là dựng cột xong rồi cái mình bắt đầu mình xé. Cái ngày dựng mình xé cũng được á. Giờ anh đốn để đó hả? Không, bây giờ thôi không đốn. Giờ không đốn. Vậy giờ để con Khánh hỏi anh Cường khi chầm cái phần nào. Có chầm cái phần ở dưới hay không? Nếu mà chầm phần ở dưới thì chầm phần dưới cũng không sao. Chậm phần dưới là chậm dùng vách hả? Dạ. Trời ơi, dùng vách để trời ơi, dùng vách chừng lá xé nó còn đẹp nữa. Dạ bên nào? Đẹp dữ lắm luôn mà xài có mười mấy năm, 15 năm. Hả? Dùng vách thì còn ngon dữ nữa. Không nói sao xé 2 tuần chưa khô tơ mày ta cá để ha. Không vậy chứ chậm bớt, chậm bớt chị. Không bao giờ mà 1 tuần mà khô không. Trời ơi, nắng này chết. Con thấy bà cái này chừng 2 tuần rồi không? Khách cô không biết tại vì mà ba chỗ chứ Khánh không có liên lạc trực tiếp với ông đó mà giống như là Khánh thôi mà thấy thôi để làm xong đi cái rồi. Dạ. Rồi đã làm chứ giờ. Nè. Đây không nắng không nắng thì trưa nó mới dội xuống tới đây. Cái này để bao tình đây nó chưa có béo rồi được vậy. Tôi mỗi người mỗi ý. Theo ý tôi là khác. Chứ chị làm rồi mơi mốt tới đây nó mưa gần rồi chị làm nhà chị để chị định nó chừng không còn sao 1 tuần à. Thôi thì 1 tuần nè, mà nắng nữa hổm nó để 3-4 tuần nó bó lại nó bó đóng lên nó cái lấy cái muỗng chụp với cô Khánh rồi cái khi lợp là nó li kiều trang luôn cực quá thà thôi không có tuần 10 ngày trả lợi hồi lợp chứ chị ơi tháng này nó không phải như tháng 2 tháng 3 đâu, bắt đầu nay tháng này nó mưa rồi tháng 4 rồi bắt đầu mưa rồi nó không có nắng luôn. Chị nghĩ bây giờ mới chưa nắng tới đây nè, 11-12 giờ mới nắng buổi chiều nắng buổi chiều.
cái dựng dách thì ba biết dựng chứ mình mua lợp đâu. Hả? Sao cái lợp nó xé nó khó hả mà Nam? Nó khó lắm. Ai biết là làm mới làm được. Cái thằng em nó khó, nó khó con mà nhưng nó bền hơn cái vụ mình chầm. Ừ, dạ. Nó đẹp nữa, nhìn cho nó đẹp nữa. Thằng dễ bà sáu cô ba, trọng tiếc cái tội thằng đó. Như cái này con đâu sợ vắng dài gì, thí dụ mấy nhà vậy cái con lợp ở trên đầy xuống mí tới đó cái con bắt đầu con nối cái tới mí này nữa rồi. Ừ. Ừ, con mơ con nối cái mí này nữa đó, vậy đó. Nói nữa hả gì vậy? Ừ, bà? Thí dụ nó vắng, nó vắng luôn. Cái nhà nó dài dạo quá, dài dạo quá mà như cái tàu lá con không tới con phải nối khúc nữa. Cái này cô Khánh nhà gì cũng phải làm 2 ly chứ cô Khánh. 1 ly thôi có không có được, phải 2 ly. Như cái nhà này nè, mình nói là cái nhà đi cái máy gì nè. Nói mà. Ừ, thì mình làm này ly này nè. Đây ly nè. Rồi bắt cái đó lại đây ly nữa. Ly làm sao vậy ba? Con học chị Tư. Lá, cũng như lá xé nè, chị Tư làm vậy nè, đã chị Tư thấy người ta làm rồi. Gì có hợp nữa. Nè, cũng như đây ly nè. Để cái cặp nẹp đây nè. Ly lá là một nẹp lá hả? Ừ. Đó, anh Tý cho cái đòn tay mình vậy đi. Dạ. Đó, vậy nè. Cái đầu lá này nè. Nó nằm đây nè, cái người ta cột đây nè. Dạ. Ờ đây là lây lá hang cái người ta còn cột thêm đây. Đây 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 kéo một máy cái bắt đầu lấy cái máy trên nó kéo xuống đây nè. Ừ. Ừ, nó đẹp lắm. Là nó sẽ đẹp lắm. Mà con phải hỏi nha, phải hỏi biết ai biết lợp nha. Dạ. Bây giờ mướn người lợp á. Cái này phải mướn người lợp. Dạ. Mà dì Tư nói là xé để y như dì Tư nè, 3 tuần chưa có quéo nữa. Nó thiệt đó, không có khô đâu, đại Hồng nói vậy chứ không có khô tháng này đâu. Không có nắng hung, còn tháng này tháng này vô lực mưa rồi. Giờ mình đốn là mình xé được rồi, cái đó thiệt chứ không ai nó chơi nữa. Theo con độ lợp một cái nhà mấy trăm lá xé. Cái chòi. Cái chòi hả? Dạ, cái chòi. Cái chòi ba lớn thì cô ba chưa thấy mà theo con độ chừng mấy trăm, chừng 100, 200 lá gì không, cái con xé con phơi đó. Con phơi đó gọi cái con cái máy đó mà nó tính ra gần 500 lá đó. Cái này con lợp con không có tài nha. Chừng nào con dừng dắt con mới có tài. Dạ. Để chạy lợp luôn á. Để dừng lợp á nó đi tới đâu đi. Con dừng dắt thì mình tài cái chạy. Còn chừng nào xong xuống cái máy rồi con mới cắt cái chót. Dạ. Thôi vậy là mình chặt mình xé đi mà Nam ơi. Tại vì nhà có rồi. Bữa nay anh Cường chiều nay là ảnh cán nền. Ảnh cán nền 2 ngày khô rồi bắt đầu là dựng cột lên á. Vậy là giờ mình làm được rồi đó. Ha. Dì Tư xé để gì có được không? Dạ được. Xé mình vậy á. Dạ. Rồi giờ chị chặt đi. Dạ. Cái này nó hơi xấu quá, hôm đó thằng em dày nó hết trơn luôn. Thôi bỏ đi, cái nồng không có lá cái gì. Mình phơi đất lá cái gì để nào được. Chai nữa cái cây này. Không có thì đó cô lật đó cô đi ra. Chị đây lật đây đi tới. Em đốn làm xé. Đốn hay tôi xé cho. Tới đây mới được lá chị nè. Ừ. Tới Khánh hiểu ý cô ba nói rồi. Cô ba nói là mình chặt tới đây thì chỗ này nó mới có cái cọng lá dày nó bự. Còn cái khúc dưới này thì nó không có nữa. Khúc này không có nó bị thưa với nó nhỏ ha. Chị xé đi Tư Năm. Rồi chị xé chị phơi đi. Là Tư đốt em lôi thì em tề. Em tề tại cái chương cái góc. Tao là chặt cái gì vậy bà trời. Là chị xé hay gì? Ai làm cũng được á. Chị xé một thôi, hai người đốt chị xé một mình cho. Thiệt á. Chị Tư là làm lẹ lắm. Dạ. Chơi đâu. Dạ. Con không ai cầm máy, có cười cầm máy con cũng xé luôn. Giờ không ai cầm con phụ được hết. Kệ cô cầm đi. Dạ. Dì Tư về. Dì Tư để cái đuôi xích vô, dì Tư để mà đụng cây bông giấy kìa. Dạ. Dạ. Rồi cỡ đó đi. Sao chị? Sao? Mình thục cái đuôi nó vô mà không? Để chơi kẻ. Chị. Ủa? Cô cứ đốn chặt. Đây sao cô. Con lên đốn tụi lũi luôn hay sao? Dạ. Chưa cầm bắp đây. Cô đốn thằng ngã luôn chị như vậy thôi chị để lá được. Không sao. Ủa, chị Tư ơi, cái này là phải mình như cái tàu lá nào, cái cặp nào mình xé, cái cặp rồi, nào cái mình để nhà, theo cặp đó luôn. Ôm rồi cái cặp này nè, cái cô Khánh đưa lên. Dạ. Đưa lên cái tà cột, cũng như miếng mặt miếng trái nè. Dạ. Bây giờ có lộn chăng mình cũng lấy miếng mặt miếng trái à. Dạ. À không sợ. Dạ.
là miếng mặt miếng tái, miếng mặt miếng tái y vậy. Ờ đúng rồi. Ừ. Nếu hơi vậy thử ló cây giấy thì mình làm vậy đi không? Chị ơi. Mình làm gì? Hả? Không được chứ, đừng làm vậy, tôi thấy làm vậy đặng mình một cái dọc dài vậy á. Đi đếm thử bao ừ. Mấy cân chị đặng cho đủ lọ. Rồi đếm lại đi, đừng hồi mình đếm. Cô ba là gặp cái gì đếm đấy đâu. Mình làm nhiều lắm xe, cổ lọc nhiều lắm, 200 má. Cái trời của cậu Năm mà Năm thấy không? Mà Năm thấy cái trời của cậu Năm tẩm không? Anh Cường đang làm chỗ nãy mà Năm ăn bánh mì đó. Họ có đi đâu? Anh Tùng nói là làm trời đó cho cậu Năm đó. Dạ. Dạ. Là người đớn, người thế. Người đớn hay người thế. À, vậy là cuối cùng kết thúc lại là bên Tôm nói với mình á thì lợp á làm sao cho đẹp á thì cũng được hết, cho nên là cuối cùng bữa nay thì sau khi dì Tư, mợ Năm, cô Ba ngồi bàn bạc hợp lại thì coi cái nào đẹp mà tiện lợi nhất thì mấy mợ sẽ làm. Thì cuối cùng mình sẽ đốn lá, rồi xé lá, rồi sẽ lệch lá xé ở tên cái nhà bếp với lại ở tên cái chòi của cậu Năm. Ở nhà lá mát hơn ở nhà tường. Ừ. Ở nhà lá tối mình ngủ nó cũng khỏe nên nó mát. Ừ. Ở nhà tôi thì nó ngay nó xa nhưng mà trời mưa lạnh như R15 bắn. R15 thôi. Có này gì này gì tới. Cẩn thận nha cô Ba. Dừng lá này á, mợ Năm nói là được mười mấy năm hả? Thiệt luôn hả mợ Năm? Ừ, khoảng 15 năm được. Dữ vậy hả? Mình dừng cái bắt đầu nó, ừ, khi nó khô rồi mình là cái cổng này nhỏ vậy nè. Ừ, nó nhỏ vậy nè. Thích vậy nè. Thích vậy nè. Ừ, vậy nè. Đẹp. Là nó còn có cái sóng không á? Còn có sóng không mà, với mình làm thích vậy nó đẹp. Cái lá này nó kiến trở đầu. Đẹp. Dì mua lần dì bằng thì cái nhà con quay đó, cái nhà con quay cho dì hôm đó đó. Dạ. Ừ, dì chầm lá, dì dừng không biết hồi nào. Mà hồi con quay là nó 20 mấy năm rồi đó. Rồi cũng là lá xé này luôn hả? Ừ, lá xé này, lá xé này nè con. Hả? Ừ. Mỗi lần á, lúc mà cậu Chính với mợ Chính ở riêng á, hai ông bà đâu có biết dừng cái lá này đâu. Cậu Năm có lên cũng dừng cho ở đó. Hai ông bà không có biết dừng là ổng lên ổng dừng. Vậy còn cái lợp này lâu không? Lợp này lâu dữ lắm, biết đời nào. Cái lợp này là dì Ba không có lợp, dì Ba không biết. Ừ. Còn cái lá chầm á ba lợp có 4-5 năm mà. Bà lợp con lợp chừng nhiêu đây, nhiêu này, nhiêu đây là một tấm một đồng tấm là gì ở 4-5 năm. Còn con vừa dừng dắt bằng lá xé này là vì ba ở không biết bao nhiêu năm mà ba nhớ là cất nhà. Cất nhà hồi tháng giêng năm 1995 hồi đó 95 còn 95 95 mà tới ngày con quay đó là nó hư vậy đó. Nó te tôi nó gách tan nát cái mà gì không nhớ là bao lâu hả? Ừ. Này tiêu con là ở này lâu lắm hả? Ừ. À, mình lợp lá xé vậy nè nó đẹp, nó đẹp đó. Không giờ cô Khánh mà để coi ở đây có không có nói gì nghe nè, trời nó lợp đẹp dữ lắm, đẹp cái nhà nó đi bữa nào á con ra nhà chị Tư chơi. Cái gì tôi dẫn con qua nhà đó coi thử nhà, nha. Nhà kế nhà cũ. Chị biết dừng lá xé không? Tư biết hả? Biết. Lá xé gì ba cũng biết dừng, mình lợp gì ba cũng biết lợp, với dừng ba cũng biết dừng. Dạ. Lợp thì người ta cột có mấy ly á. Ừ. Như ba cây đòn tay, cái này kéo máy nhìn là phải ba cây đòn tay. Có người ta lợp á mà Năm. Hồi xưa thì mình làm bằng dây dừa phải không?
rồi bây giờ người ta đóng đinh khích rịch mà đẹp dữ lắm, đẹp đúng mà đúng rồi, đóng đinh, dạ. Đóng đinh nó đẹp hả, y hệt như ở trong mấy cái chỗ mà quán ăn nhà hàng á mà năm nó teo lại mình hồi xưa là ta làm bằng dây dừa, giờ là ta đóng đinh không à, dạ đóng ép á, đinh chút chút á, mà không biết người ta chặt ngay mà năm Khánh thấy người ta lợp ở dưới á mà năm chắc là người ta chặt chặt chừng chắc chừng hai thước qua mà nhìn đẹp lắm, đẹp lắm mà nó bền lắm. Cái này chắc mình phải xịt thuốc trước khi mình đem lên có để không cho diệt cho mấy con sâu này nó chết. Ờ đúng rồi Khánh ơi, mua gậy ghen nó xịt hả, chứ để hôm hồi nó ăn hư lá mình. Ừ, ừ. Trời, nó lây dữ lắm, mua gậy ghen xịt vậy là chờ lá khô rồi mình xịt hả mà nè. Ừ, con để vậy nè con xịt. Ừ. Em làm tạm đỡ thôi chứ không mình á là chỉ làm vậy thôi chứ chừng nào mà đợi nó khô như vậy nè, nó khô mà cái trên mà nó khô được vậy nè cô Khánh, dạ. Vậy là dừng ngon dữ lắm chứ đừng để cho nó tư cái bụng xịt, dạ. Nó phải khô 2-3 tuần, nói là mình nói là cho được tháng là nó ngon lắm, mưa chứ trên này khô nè nó đâu có chả bùng đâu mình sợ. Ừ. Chứ cái này mình chậm gì lát một tí này nha. Cơm nhỏ rồi mình nghĩ mà chứ mình đốn hơi nữa cái. Cưng của nó như đây được cái nhà chưa mà Nam? Được rồi, biết được chưa ha? Điếm không mà Nam? Mình điếm cặp hay là điếm sao? Điếm cặp bản tàu. Dạ. Cặp bản tàu. Dạ. Dạ. Mình nắm cái đuôi nó cái mình tét nó ra làm hai. Hồi nãy giờ á, mình mần thử chút xíu mà mình thấy là coi vậy á chứ mà nó nặng. Nó nặng dễ sợ luôn, tàu lá chắc cũng có cái chục ký ha mình Nam. Ừ, nếu nó được ngay mình kéo nó khỏe mà không mấy nó mắc trời. Tàu lá làm mỡ đâu. Mệt. Đó ôm quay trở nó mệt lắm. Mệt lắm luôn á. Tao vậy mà mệt. Nó xé ra, con xé ra kiểu vậy, nghĩ cái nhất lên chằng nhất nè. Hả? Ừ.
nếu mà mình mần á mình mới biết mệt, còn khi mà mình thấy mình không có biết mệt. Dạ đúng rồi, mình mần vô mình mới thấy biết mệt. Dì Tư bữa nay đi mần rồi, rồi mấy đứa nhỏ làm sao dì Tư? Dì Tư gửi cho mợ hai nữa. Hả? Rồi dì Tư nói nghe nói Khánh đóng lá chầm. Chứ dì Tư nói nay không có làm sơ thôi, kệ cô Khánh kêu cái dì Tư đi lại, đi. Dạ. À, kệ hả, kêu mần cái gì dì Tư mần nấy. Dạ. Ở dì Tư nói ngày nào ai kêu là dì Tư khoái lắm, đi à, chỗ này chỗ kia. Tính ra bà có sức khỏe hơn mợ. Dạ. Mợ y xỉu nha. À, dì Tư đông con hơn mà sức khỏe thì hơn. Mà nay sáu mấy tuổi rồi. Dạ. Trời ơi hay quá, mợ nói mợ tới từng tuổi bà mợ ăn không nổi luôn đó, mà mần nổi. Yêu xìu à. Mợ năm bệnh. Nãy mà năm bị bú mà căn bệnh. Mới xìu à. Mỗi năm mình bự con nhưng mà tại vì bị bú đi, kêu bằng bú thì có một cường giáp thôi. Hồi đó bú đậu hũ độc á. Thì ở từ đó giờ mới xìu. Mỗi năm mình bị bú cổ mà nay đắp cứ đắp chứ không có mổ không mỗi năm. Không mà không có mổ, mổ không được, mà không có mổ thì mỗi lần mà uống thuốc nam không à. Hả? Này kỳ ba Bodasung. Kỳ ba lên tới sắp sửa mổ 1 giờ mổ mà ai vậy bác sĩ không mổ. Ừ, không mổ mới xong chứ mổ trên mà. Dạ. Ở đó nay cách đây nhiêu năm rồi mà năm. Lúc đó các bạn có anh Phú chưa? Chưa phải không? Rồi, lúc đó mợ mang bầu nó là mợ có bú cổ rồi, năm nay nó 27 tuổi là 27 năm rồi đó. Dạ. Lúc mà mợ năm mình bệnh bú cổ á thì lúc đó là cậu năm thì chạy chữa thuốc hang dữ lắm. Thuốc nam không mà phải không? Mợ trị thuốc tây không hết rồi mợ mới đi trị thuốc nam hết á. Thì cái mình nhớ mẹ mình với mấy cậu kể mấy mợ kể lại nói lúc đó là mợ năm yếu vậy lắm, giống như là cậu năm thì mới cưới vợ mà về cái vợ bị bệnh cái người ta kêu là thôi tả mợ năm về nơi sản xuất đi, người ta kêu vậy. mà cậu năm mình thì thương vợ mà đâu có tả, cậu năm để cậu năm chạy chữa cho mợ năm. Nay cũng hai mấy năm rồi mà cũng may mắn là mợ năm khỏe, tị thuốc nam rồi đắp lá sung. Mợ để thuốc nam, uống thuốc nam với đắp lá sung không mà hết đó. Chứ ai làm vậy hết mợ năm. Rồi đó cũng may thầy phước vậy mà thuốc cậu năm kêu cậu năm tả đi à, cho 2 triệu đi rồi đem trả đi. Cho kêu mợ năm cho mợ năm 2 triệu. Kêu cậu năm cho mợ năm 2 triệu rồi tả lại nơi sản xuất. Chứ lo chừng nào hết lo nổi thôi chứ ai làm vậy không mà năm. Bởi vậy cũng hiếm có người nói vậy. Ừ. Vì hổm nay dì Tư á làm nhà sao làm cái cửa sao rồi? À hổm rày á anh Cường nó xây cho dì Tư cái cửa trước thì làm rồi, bây giờ xây ở anh sau lưng á. Ừ. Thì rồi mà cái cửa thì dì Tư nói thôi để đi làm. À, cho ai làm đi rồi kiếm số tiền đi rồi vài bữa nữa hả làm cửa sao cho má, xây rồi xong xuôi hết trơn rồi. Ừ. Bây giờ còn có cái cửa là cũng như phép ngay mấy hông á. À. Cô Khánh. À. À, rồi nếu làm một ngày của dì Tư nữa là rồi á. À, hôm nay nó làm 2-3 ngày của dì Tư rồi là hôm nay là mình không có qua đây. À. Rồi anh Cường á, tại vì anh Cường cũng không có qua đây nữa rồi mình cũng không có qua. Dạ. Rồi rồi cái đây. Rồi cái anh Cường mắc ở nhà phụ cho dì Tư làm cửa sau á. Rồi giống như là anh Cường phải chen qua chen lại vậy đó. Đúng rồi, sang kẻ đừng kiếm tiền nói. Dạ. Nay con mừng cho má, mời con mừng cho người ta. Sang kẻ có mình trong ngoài dòm ra dòm vô cũng có mình Cường. Nói thôi vậy con nay đình lợi đi của má cũng còn ngày à. Thôi con đi mừng đi rồi vài bữa cái quay trở lại ngày nữa rồi là rồi á. Anh Cường thì mình thấy mấy người con của dì Tư, mấy anh mấy chị thì có anh Cường là anh lo cho dì Tư nhiều nhất. Phải không, phải không dì Tư? Không lo vậy, không biết phải không? Không, lo dì Tư. Bả chửi nó cũng không có. Dì Tư rầy cái gì cũng vậy, làm thinh làm thế, không có trả lời một tiếng. Chửi làm thinh không trả lời. Vậy cũng dì Tư có anh Cường, giờ anh Cường về ở với dì Tư rồi. Dì Tư cũng đỡ rồi. Khỏe cái gì hả có sai đi đâu đi đó đi đâu cũng đi tí gì Tư đi chợ. Cường ơi chạy mua cá mua mắm nhìn tao làm tao giờ mất công đạp xe đạp có rét trống mệt quá. Nó chạy cái dù vô rỡ rồi nó mua ký cá biển rồi gì à. Vậy cho dì Tư vậy là dì Tư khỏe còn anh Cường thì mệt. Nhưng mà 1-2 năm nữa thì chắc anh Cường khỏe, tại vì anh Cường có 3 đứa con đứa nhỏ lớn.
từ từ nó lớn vậy anh Cường cũng nhờ rồi. Thằng kia nó học lớp 8, còn thằng thì học lớp 2. Còn thằng thì mới bập bẹ mới 6 tháng. Bữa nay thì sẵn dịp mình gặp dì Tư ở đây thì cái mình cũng có một món quà để gửi cho dì Tư. Quà này là của chú Trần Văn Nhân. Chú Nhân nhờ mình gửi cho dì Tư một món quà, đó là số tiền 1 triệu đồng. Rồi dì Tư đếm thôi. Vậy là đủ, cũng như mà dì Tư cũng không biết nói gì hơn hả chú. Chú Nhân gửi cho dì Tư, dì Tư cũng rất cảm ơn chú Nhân. Chứ dì Tư cũng không biết cơ bệnh, mà chú Nhân cũng không biết dì Tư, mà cái cảnh dì Tư khó khăn, nhưng mà gửi này, dì Tư lên mặt biết Tư á. Dì Tư nhiều dì Tư đó cũng, là dì Tư dì Tư cũng giữ lắm, lâu quá lâu giữ Nhân. Lắm lâu mới được số tiền triệu đó đó. Chứ dì Tư không biết nói gì hơn. Thôi cũng cầu chúc chú Nhân ở bệnh mà ăn cũng phát đạt vui vẻ, chứ dì Tư không biết gì hết. Dì Tư á, dì Tư con xin dịch lại lời của dì Tư, đó là dì Tư nói dì Tư không biết nói gì hơn. Thì cái điện thoại cái dì Tư nói dì Tư không biết nói gì hết, có nghĩa là dì Tư có rất là lời để muốn gửi tới để cảm ơn chú Nhân, nhưng mà tại vì lời lẽ của dì Tư thì có không có được nhiều, cho nên là dì Tư cũng thấy ngại, cho nên là dì Tư nói như vậy đó. Thì con cũng xin cảm ơn chú Nhân đã ủng hộ cho kênh Hương Vị Đồng Quê, cũng như là chú Nhân đã có cái tấm lòng giúp đỡ cho dì Tư, là một người cũng thuộc hoàn cảnh khó khăn, rồi mà cố gắng vươn lên mấy chục năm nay rồi mà chưa vươn lên được. Từng tuổi này giờ vươn hết nổi rồi. Bởi vì dì Tư cũng nhờ giúp đỡ cho dì Tư. Giờ dì Tư thấy trong bụng dì Tư phái có cửa trước cửa sau, nhà cũng đàng hoàng, dì Tư mừng. Tránh mưa tránh nắng là được rồi, quý rồi. Dì Tư trong bụng nằm ngủ khỏe, nó có cửa trước cửa sau, với mình thấy cuộc đời giờ khỏe. Cuộc đời nó phơi phới chứ hồi đó đi ngủ vô ngủ thì dòm trước dòm sau, nhiều khi dì Tư nói dì Tư sợ nói mà sống mà chết không biết, mà mấy thằng ăn nhậu nó vô vô cái hù dì Tư hết hồn ngồi dậy giật mình vậy, sợ dữ lắm. Mà giờ có cửa dì Tư thấy trong lòng dì Tư nói giờ tới già là mình về là khỏe rồi, khỏi cần cái gì á, miễn có sáng cơm chiều cháo dì Tư mừng rồi. Đừng cho dì Tư mang căn bệnh gì, là dì Tư nói hơn cái nghèo vậy đó, nghèo vậy chứ mà nó khỏe. Còn mang căn bệnh dì Tư nhiều khi không tiền không bạc dì Tư khổ lắm. Sẵn dịp hôm nay như dì Tư đi đống lá, rồi cái dì Tư gặp Khánh nói có anh gì gửi cho dì Tư một món quà, sẵn dì Tư mới nói giờ thôi, từ trước đến giờ dì Tư không biết là ai bên bệnh á, mấy cô mấy chú có gửi cho dì Tư một số quà, anh dì Tư làm cửa trước cửa sau rồi á, dì Tư cũng rất bồng cảm nước đó, bồng nước nữa. Với bồn nước nữa, với dì Tư rất cảm ơn mạnh quân với bà con cô bác chú thím đồ ở bệnh tất cả hết, nên dì Tư biết nhiều nói, dì Tư nói nhiều đó, xin cầu chúc mấy anh mấy chị mấy cô mấy chú ở bệnh rất cảm ơn. Cái dì Tư không biết gì hết. Hồi nào giờ thiệt dì Tư cũng không có nói lời lẽ hôn. Con cũng xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã có những món quà giúp đỡ cho dì Tư từ hôm trước tới nay. Rồi và con cũng cảm ơn những cái tấm lòng, tuy là không có những món quà thực tế nhưng mà vẫn có một cái tấm lòng hướng về những người khó khăn như dì Tư ở đây. Con cảm ơn rất là nhiều. Con cũng xin cầu chúc cho ông bà cô chú anh chị em, quý fan cũng như là quý mạnh thường quân từ trước tới giờ được mọi sự bình an, được một sức khỏe tốt, và con cũng cầu xin ơn trên, chúc phước trên tài chánh của ông bà cô chú anh chị em, để ông bà cô chú anh chị em có nhiều niềm vui và được hạnh phúc hơn. Con xin cảm ơn rất là nhiều. Hồi nãy anh Cường nói là cái xe rùa này nó bị gì vậy anh Cường? Xì bánh. Xì bánh hả? Xì gì rồi mình làm sao? Bánh ra
không bánh gì ra. Cái xe nó xì bánh rồi mình làm sao? Ai biết, xe bình thường thì tao biết, còn xe gỗ tao không có biết. Nó cũng giống như xe bình thường vậy, thật vậy. Hồi tối, ê, hồi tối soi nhiều không? Có nhiều quá đó, chỉ mấy 2kg à. Rồi mấy giờ mới dậy? Chắc cũng cỡ 1 giờ. Mày đứng lại được không? Ừ. Mày để tao dí mày quậy mày. Chắc 1 giờ. Đây. 1 giờ hả? Ừ. Ê, lấy lá này xé vậy ngon hơn. Được không? Được. Lọp lá xé luôn ha. Ừ. Có kia người ta đánh kỹ chừng bông giấy mà. Ừ, ai có nói rồi. Ừ. Cũng có đụng đụng nha. Đấy, sao? Cũng có đụng chứ không đụng mà. Nãy giờ mọi năm với dì Tư, cô ba đốn ở đây đằng đó, phơi bít ở đằng đó rồi, giờ đi lại đây phơi. Anh nhiêu đó đủ cái chọi chưa? Mày đó mày nhìn thử coi. Đủ chưa? Đủ cái chọi chưa? Đủ chưa? Đâu gần dầm. Đủ rồi mà Năm ơi. Chắc đủ rồi mà Năm. Hả? Không có ấy ha. Nhà bếp nữa. Cái nhà bếp thì chừng nào xong rồi đốn tiếp. Chứ giờ chưa dựng mà, chưa có mà. Thấy không? Đủ rồi, dư ra luôn á. Ừ, nhiều dữ lắm rồi. Mà Năm lại ăn bánh đi mà Năm.